Capture. Yes. Và đây chính là bản mod siêu xe trong Vice City. Greta Vice City. Đây các bạn nhìn thấy xe. Xe rất là mới, rất là xịn luôn nha. Giờ mình sẽ lấy một con y đậu sen. Còn mình sẽ lượng là to make myself appear less shallow. The native peoples would give you 10% of their land for a pair of mirrored sunglasses, and they would run around me saying, which is Espanol for pretty woman. It was very spiritual. Đấy, ngoài đường xe cũng xịn, rất là xịn luôn. This radio station could disappear. The voice of unprofitable radio could be silenced. One day you wake up, roll over, and she's gone. You go into the kitchen, there's a note scrawled, the sound of a taxi leaving in the distance, a thunderstorm rolls in. It's a metaphor for my hair. Wow, yes, the pledge drive. Become a member. Only members or people with radios can listen to this radio station. Now back to pressing issues. Shouldn't we give out the phone number? Like I tell the Hey. Đây. No. Good. Đây. Tao là tại kìa nó diễn kìa. Good. Wow. Violet. Nhào lộn quá đẹp. Rồi được con ai diễn hoài. Đấy, mình sẽ đảo, hình như là người dân thành phố cũng rất là xịn luôn á. Ai nấy đều đẹp trai hết trơn luôn. Ôi, sức mạnh Superman. Múa hoài vậy mày. Chắc là siêu xe đó mà. Wow, siêu xe. Không chạy hả mày. Wow, xe cảnh sát cũng rất là đẹp luôn. Giờ xe cảnh sát chơi thử coi. Good. Trời ơi. Ủi da đen. Hình như xe mình bị vãi bánh xe rồi. Good. Quá tuyệt diệu luôn.
Dám chống danh Tommy hả mày? Dám chống danh Tommy. Sáu sao rồi, anh Tommy lên được 6 sao rồi. Quá tuyệt vời. Hey, lên chiếc container này đi. Lên chiếc container. Ờ, quân đội. Wow, quân đội đã triển khai hành động rồi. Quân đội đã triển khai hành động rồi các bạn ơi. Thor's personal Norse power program. Trời ơi, xe tăng. Wow. Xe tăng này rất là tuyệt vời luôn á, xe tăng xịn luôn. Chị Tommy lái xe tăng. Chị Tommy triển khai hành động. Trời ơi, xe tăng của Tommy. Xe tăng Tommy là bắt phải chiến bại. Wow. Ủa, sao kỳ vậy? Tụi mày trắng vô, tụi mày vô. Thì Tommy đã không còn sợ ai. Họ ở đây có một chiếc xe tăng nữa.